Cảm ơn tất cả anh chị ở đây. Chúc anh chị có một năm mới sức khỏe, may mắn trong cuộc sống. Nha Trang 79 thân mến chào quý các anh chị và các bạn. Hiện tại Bảo Khánh đang đứng trên quốc lộ 1A thuộc địa phận thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Thì buổi sáng hôm nay Bảo Khánh đi ra Ninh Hòa chơi thì Bảo Khánh bắt gặp có một cái trạm là tiếp xăng, tiếp thức ăn cho bà con ở miền Nam đi về quê ăn Tết, dịp Tết Nguyên Đán này. Hôm nay là sáng nay là 28 Tết. Thì Bảo Khánh thấy một cái nghĩa cử hết sức là cao đẹp, cho nên là Bảo Khánh dừng lại, Bảo Khánh quay để mà lan tỏa cái sự yêu thương. Đây, tặng xăng miễn phí bà con về quê ăn Tết. Vô em ơi, vô em. Đó. Và tiếp xăng nếu mà bà con nào thấy vơi xăng thì có thể dừng lại mà để mà tiếp nước, tiếp thức ăn. Một cái nghĩa cử hết sức là cao đẹp và đáng được trân trọng và được lan tỏa. Ủa mình về đâu vậy em? Mình về đâu vậy? Hả, Phú Yên hả? À, Phú Yên. Đó, thì thấy bà con dừng lại cũng khá là đông để mà tiếp xăng và tiếp đồ ăn. Bắn cho tên ơi. Đó. Cho tôi bắn cho tên ơi. Bản số Phú Yên nè mọi người. Đó là bản số Phú Yên. Ủa mình lập cái trạm này được mấy bữa đây chị? Dạ là hôm nay bắt đầu anh. À tức là mới hôm nay bắt đầu hả? Em đẹp nè. À rồi rồi. Rồi mà mình định lập cái trạm này là duy trì là khoảng được mấy ngày chị? Khi nào hết quà thôi. À khi nào là hết quà thôi hả? À cho em hỏi như là cái nguồn kinh phí này là ở đâu mà em ví dụ như mình lập cái trạm này khi nào là mình kết thúc? Là... Dạ, em là hiện tại bây giờ là em phát hết 1.400 lít xăng, 1.400 chai nước và khoảng 250 bọc sữa và 1.001 cái bánh ngọt cho bà con tiếp sức và con dự quan Tết. Dạ. Hết số lượng này là mình kết thúc chương trình. Và 2 triệu tiền mặt cho lì xì cho các em nhỏ là kinh phí dự kiến là khoảng tầm 40 triệu. Dạ. Kinh phí này mình ở đâu mà có? Dạ kinh phí là tụi em do nhóm em huy động trong vòng hơn một tháng anh. À cũng hay ghê chứ. Dạ. Tại vì nhóm thiện nguyện miền Tây em là hoạt động xuyên suốt trong một năm, và bên cạnh đó tụi em cũng đang nuôi các bạn sinh viên nghèo. Hiện tại bây giờ nhóm đang nuôi 2 bạn sinh viên ở Sài Gòn với hỗ trợ cho một số bạn sinh viên nghèo khác nè trên địa bàn thị xã. Nhóm mình ở trên địa bàn thị xã Đức Hòa. Dạ đúng rồi. Dạ. Nhiều chỗ kêu ấy mình lên, đó là ngoài ra là thị xã là có hỗ trợ mình kinh phí. Dạ không, đó là tiền mà tụi em kêu gọi trong vòng hơn một tháng anh để chuẩn bị cho chương trình này. Nhưng mà ý là mình chính quyền xã Đức Hòa không có hỗ trợ mình nữa. Không, tụi em không yêu cầu. Mình không yêu cầu. Dạ. Tụi em là làm tụi em tự phát và tụi em phối hợp với phường Ninh Giang để tiếp sức cho bà con. Dạ. Dạ mạnh thường quân của tụi em là các tỉnh thành anh em kêu gọi trên Zalo. Dạ em hoạt động của chính em là kêu gọi trên Zalo là chính. Em tên gì hả? Dạ em Linh. Linh hả? Em Linh. Dạ em cảm ơn anh. Rồi. Dạ. Mời cái nhà vô tiếp xăng đi nào. Vừa rồi mình có hỏi một bạn nhóm của tiếp sức về quê ăn Tết cho bà con. Đó, thì quý anh chị có thể thấy được cái thông tin, cũng nghe được những cái thông tin là nhóm thiện nguyện miền Tây đây nha, bình Tây chứ,
nhóm thiện nguyện Bình Tây nằm trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Các bạn tự góp kêu gọi đóng góp trong vòng một tháng thì nếu mà hết cái số quà như này, hết cái số lượng xăng thì các bạn sẽ nghỉ đó. Đây là hội hội chữ thập đỏ phường Ninh Giang, nhóm thiện nguyện Bình Tây đó. Xuân này con sẽ về chứ không phải là xuân này con không về nha mọi người. Mình nhóm thiện nguyện tiếp nước, tiếp thức ăn và tiếp xăng. Thì xuân này thì con sẽ về với gia đình. Vô nhận xăng đi nào. Đó. Rất là hay luôn. Bánh anh ơi, nhận bánh anh. Bánh. Dạ. Dạ bánh nước. Là con một canh đó em. Dạ, còn cái đây hả? Rồi ok ok. 1.000. Còn nhiêu đây? 1 2 3 4. Con là gần 5 canh. Một cái hành động hết sức là cao cả. Ý nghĩa. Đây xăng nè bạn. Xăng nè mọi người. Xăng để trong cái thùng này nè đó, mình mấy em chế sẵn để trong những cái canh nhỏ nhỏ này nè đó, khi mà tối thì để mà chế xăng cho bà con. Hiện tại lưu lượng xe ô tô và xe máy đi về quê ăn Tết rất là đông, rất là nhiều. Trước đây mấy ngày thì trên cái tuyến quốc lộ 1A cũng nằm ở địa bàn thị xã Ninh Hòa cũng đã kẹt xe do có lưu lượng xe quá nhiều. Hồi nãy giờ chú mới nhận thì tụi con làm nhóm này là nhóm thiện nguyện nha mọi người, nhóm thiện nguyện Bình Tây, rất là hay luôn. Mọi người xem video của bà Khánh hãy like video và nhấn nút đăng ký subscribe màu đen và nhấn vào cái chuông để mà nhận cái thông báo mới mà khi bà Khánh ra cái đôm. Đây các bạn đứng đây đó, chào mời quắc tay, chào mời quắc tay. Số nước lọc, số nước suối, nước khoáng đóng chai, bánh mì dạng như bánh mì sandwich, bánh mì ngọt. Thấy có một số người họ đi lố xong rồi họ thấy được thì họ quằn lại. Đổ xăng đi em ơi, xăng. Đó là lại là biển số Phú Yên nữa. Em lấy hai bịch bánh với nước qua cho anh này. Thì nếu mà những cái nghĩa tự cử cao đẹp như thế này mà được nhân rộng trên khắp cả nước thì những người xa quê mỗi lần dịp Tết họ về thì sẽ đỡ vất vả hơn đó. Xe rất nhiều nha mọi người, xe rất nhiều. Đó, mọi người thấy những cánh tay của các bạn quắt để mà đón những người con xa quê đi về đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết Nguyên Đán. Thì những cái dịp lễ Tết như thế này thì mua vé tàu xe rất là khó. Và vé thì cái giá vé nó cũng rất là cao nữa. Nhưng mà với cái mức lương công nhân của những người mà đi vào Nam làm việc để mà kiếm tiền sinh sống thì mà mỗi lần về quê thì tiền bạc vé tàu vé xe thì rất là nhiều.
cho nên là các bạn bà con họ chọn cái phương thức là phương tiện di chuyển là bằng xe máy, vừa tiện mà là vừa tiết kiệm và tiền bạc. Có một người khuyết tật đổ xăng đây. Vô em, vô quẩn quẹ, vô vô đổ xăng đi. Chào mời rất là nhiệt tình luôn á. Chào mời rất là nhiệt tình luôn. À các bạn, các em làm công việc thiện nguyện này rất là vui vẻ, rất là nhiệt tình luôn. Xe là đi ra nườm nượp mọi người, đi ra nườm nượp luôn. Thì thời điểm này là nói chung là đi đường quốc lộ, đi đoàn phương tiện xe máy thì cũng rất là nguy hiểm á, nhưng mà vì cái kinh tế bà con họ không có, họ eo hẹp, cho nên mình phải chọn cái phương thức là di chuyển bằng xe máy để mà về nhà mình, về quê ăn Tết. Đổ xăng em ơi, đổ xăng miễn phí đây. Xăng miễn phí. Số xe là số mấy đây? Cũng là Phú Yên, xe Phú Yên. Dạ. Vô tấp vô lề kêu nó họ. Kêu họ tấp sát vô lề nguy hiểm xe. Rất là hay luôn mọi người. Ồ em ở đâu em? Mình về đâu? Quảng Nam hả? Ồ xe chứ hả? Xe. Ở tuốt Quảng Nam mọi người. Dạ, cảm ơn sẽ nhờ những dịp năm sau, nhiều năm sau nhiều hơn nữa sẽ có lời cảm ơn chứ không biết nói nhiều hơn nhiều. Rồi. Chúc thuận lộc bình an nha. Dạ rồi. Đó đúng rồi, nó lên to vậy á. Nói ta to lên em à, nói lên cho lo cho phát cho ta nghe, để từ xe ta nghe. Alo alo, mọi người vào đổ xăng đi. Ngừng chân đổ xăng, đi mọi người ơi. Ngừng chân đổ xăng miễn phí dẫn về tại điểm ngừng chân Ninh Hòa, Ninh Giang, Ninh Hòa. Ngừng chân mọi người ơi, vào đây đi. Đây mấy bạn có cái lò, có cái lò thiệt to để mà phát để cho bà con đi đường này ta nghe, ta vào ta đổ xăng tiếp thức ăn nè. Mỗi năm em có một chương trình khác nhau anh. Năm em tổ chức chương trình cho các cụ lớn tuổi, xong rồi năm nay em tiếp xúc cho bà con dịu ăn Tết. Nói chung là mỗi năm em sẽ có một cái chương trình khác nhau. Rồi ăn Tết vui vẻ chơi. Rồi ok.
Đường chân, đường chân tí. Rồi. Đổ sang, đổ sang, xỉu đâu, xỉu đâu. Chị vô đổ sang em ơi. Rồi, rồi. Rồi. Rồi, mở cấp xe xe xuống tí rồi. Mở cấp sang, mở cấp sang rồi về quê. Biển số 59 là ở đâu vậy em? Em hả? À, biển số 59 là ở đâu? Em Sài Gòn, Tuy Hòa. À, Sài Gòn, Tuy Hòa. Rồi, 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 rồi. Em xin đại diện cho những người con xe quê về bằng xe máy để cảm ơn tấm lòng của mọi người rất là nhiều. Đây là một hành động rất là ý nghĩa, rất là niềm động viên to lớn cho tụi em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn tụi em. Chúc tụi em thuận lộc bình an nha. Rồi ăn Tết vui vẻ. Mọi người thật nhiều sức khỏe để tiếp tục làm những điều tốt đẹp nha. Rồi rồi. Quá hay. Sài Gòn thật quá. Tụi em anh muốn thời gian sống Sài Gòn. Mình về quê ăn Tết rồi, khi nào mình vô lại? Em mùng 9 em vô anh ơi. À mùng 9 vô à. Mùng 9 vô để mùng 10 đi làm. À Tết là để về với bố mẹ mà. Cảm ơn tất cả anh chị ở đây. Chúc anh chị có một năm mới sức khỏe, may mắn trong cuộc sống. À, rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi, chúc hai em thuận lộc bình an nha. Dạ, dạ. Rồi, bà Khánh chắc bà Khánh dừng video ở đây. Và hẹn quý của anh chị ở một video tiếp theo.